Xin chào các bạn nhé. Hôm nay nhà mình vừa đi chơi Tết về. Từ mùng 1 đến mùng 5 mới về các bạn. Xem phản ứng của hai con chó ở nhà nhà nhé. Đấy. Hai nó đang mừng ở trong kia. Yêu chuông. Xin chào, xin chào. Xin chào. Mừng không? Xin chào, đốm. Xin chào khoai, đây là chó đốm màu trắng này. Mừng chết. Khoang này, chó khoai này là con của chó đốm này. Mừng dữ biết. 4 ngày xa chủ. Mùng 1 sướng. Đến mùng Lên xe. Hai con cún nhà mình ở nhà thì được cô Yến cho ăn. Mừng ngã cả ra. Nào, khoai. Khoai đúng. Mừng quá. Đúng. Đấy. Mừng lắm man. Xin chào cô Yến này. Cháu Khoa cho đốm ở nhà với cô Yến. Nhưng mà thi thoảng cô Yến mới sang cho ăn thôi. Một ngày sang có 2 lần thôi. Cô Yến, cảm ơn cô Yến cho khoai đốm ăn. À, cô Yến mừng tuổi. Mít đâu, mít bị dưa đâu. À, còn chúc cô nhỉ, chúc cô xinh đẹp nhỉ. Về chúc cô nhỉ. Chúc mừng năm mới bác. Năm mới mạnh khỏe, thành công. Mã đáo thành công, chúc mừng anh. Cảm ơn em. Chúc em năm mới hợp chồng nhập thân nhiều sức khỏe, gia đình thật nhiều hạnh phúc. Làm bên nhau. Làm ăn phát đạt. Công phát đạt. À, cuối năm không phải đòi nợ. Để anh mừng tuổi. Tối thân em chơi. Ôi, cô Yến mừng tuổi, cô chú mừng Hoàn. Tuổi đã, mừng tuổi đã. Thôi, tối thân em. Thôi, tối gì. Không phải người ta nhìn đấy là người ta phải nhìn. Mừng em đã, thôi mừng em đã. Tối mày kia nhìn đấy mừng. Cảm ơn nha. À, vào nhà không có cái gì cho ăn nào. Mang đồ vào. Nhộn nhịp hết cả lên. Mừng anh Tiến Anh. Và mừng anh Việt Anh, À đâu xem cá nhà này nè. Ây, đốt cá anh tôi, có gặp một con rùa đấy các bạn ạ. À đấy, đốm khoai, đốm. Hai đốm chào các bác. Khoai đốm. Đốm. Cái bụng.
Lũ cá chắc là cô Yến cũng cho ăn, mà đói lắm rồi. Đấy, các bạn thấy hai con chó nhà mình đáng yêu. Chó khoai màu đen, chó đốm là mẹ, một trắng đốm kìa, có một cái đốm trên người. Đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông ủng hộ Ngọc Hiền TV các bạn nhé. Tạm biệt các bạn. Bye bye. À, Khoa chào các bác. Khoa chào. Anh chào đi.